Ok, anh em mình sẽ tiếp tục với cái phần là hiển thị dữ liệu. Ở đây anh có SQL Server không nhỉ? SQL Server. À, chúng ta cũng không cần đâu, tại vì hôm nọ chúng ta có kéo cái bảng vào rồi. Đây, chúng ta sẽ xem lại cái phần mô đồ nhé. Đây, anh nhớ cho em cái thao tác của những cái mô đồ rồi nhé. Buổi trước chúng ta học rất là kỹ đúng không? Kéo bảng các thứ đấy. Là chúng ta áp vào rồi đúng không? Còn update thì chúng ta phải chuột này, update này để lấy những cái bảng mới về hay là thay đổi những cái trường thông tin của bảng thì chúng ta chỉ cần update thôi về là xong. Đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ có những cái bảng dữ liệu này, thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra kiểu gì? Thì hôm nay anh em mình sẽ học phần đầu tiên trong cái chuỗi những bài về liên quy và database, chúng ta sẽ học lấy danh sách dữ liệu. Thì đây em sẽ viết thêm một class nữa để chúng ta có thể tương tác phần lấy dữ liệu nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có bảng nhà cung cấp đi, làm bảng dễ nhất. Đây, bảng cung cấp thì nó chỉ có 3 thông tin thôi, là một là ID này, hai là tên, ba là địa chỉ. Nó chỉ có mỗi 3 thông tin cơ bản này thôi. Thì em sẽ add thêm một class nữa. Em quay rồi. Đây chúng ta sẽ có một cái này, một class. Thì class này thường thì em hay đặt nó là mapping, tại vì nó là một cái để kết nối với database thì hay đặt nó là map, viết tắt đấy. Còn thật ra nó là mapping đúng không? Mapping là kết nối, là đồng bộ. Đấy, thì hay đặt là map. Anh xem các video khác em cũng hay đặt như vậy. Thì cứ đồng nhất một kiểu thì sau này mọi người sẽ nhớ hết. Xem video nào cũng giống nhau thì mọi người sẽ thấy đỡ bị bỡ ngỡ hơn. Thì đây em sẽ đặt nó là map liên quan đến cái bảng là nhà cung cấp. Thì chuyên làm những cái hàm là xử lý liên quan đến nhà cung cấp. Đây, em có thêm một cái class này. Cái class này em sẽ để public. Để public thì mình còn sử dụng chỗ khác. Chỗ này, class không có interface nhá. Class. Đây, có một class đây này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng, nó có sẽ có thư viện là liên quy đây. Anh nhìn thấy thư viện liên quy chưa? Đấy, thì nó sẽ dành để viết ngôn ngữ liên quy. À, hình như mấy buổi trước đầu tiên ấy, anh em cũng học rồi về liên quy đúng không? Cái này là connection là liên quan đến phần list, danh sách dữ liệu đấy, phần danh sách dữ liệu. À, tiếp theo chúng ta sẽ học một cái hàm đúng không, public này. Chúng ta cần lấy ra danh sách đúng không, danh sách cái nhà cung cấp. Đây, nhà cung cấp thì chúng ta viết một cái hàm là danh sách. Đấy, thì chúng ta có lệnh đầu tiên là lệnh lấy danh sách dữ liệu. Thì anh chỉ cần và data sẽ bằng. Đấy, chúng ta phải có một cái chuỗi kết nối, thấy chưa? Chúng ta phải có một chuỗi kết nối. Đấy, thì chúng ta sẽ khai báo một chuỗi kết nối ở đây. Đấy, bước 1.1 thì chúng ta sẽ khai báo một chuỗi kết nối. Khai báo chuỗi kết nối. Thì chúng ta sẽ có và db à, thì chúng ta sẽ bằng new, chuỗi kết nối chúng ta chính là entity đấy, anh cứ gọi chữ entity nó khác ra. Đây, đây chính là cái modal chúng ta kéo vào và nó sử dụng cái này, sử dụng cái class này để kết nối. Anh cứ khai báo này, cứ khai báo new xong là chúng ta sẽ mở được cái cổng kết nối đến với cái server của chúng ta và chúng ta bắt đầu có thể là lấy dữ liệu ra được rồi. Đấy, bước thứ hai là chúng ta sẽ đi lấy dữ liệu thông qua thuộc tính là bảng của module của entity đúng không? Đây, đây bước 1.2. Đây em sẽ ghi là var data sẽ bằng db chấm. Em chỉ cần chấm cái tên bảng thôi, rất đơn giản đúng không? Chỉ cần chấm tên bảng thôi, đơn hạn ví dụ nhà cung cấp à, chấm to list. To list là chuyển nó thành một bảng đấy, à một danh sách đấy. Thấy chưa, lệnh rất đơn giản. À, xong anh return nó ra, return data. Thấy chưa, hàm lệnh lấy dữ liệu rất đơn giản đúng không, anh nhìn phát là nhớ ngay đúng không? Chúng ta chỉ có một lệnh khai báo cái cổng kết nối này, mở cổng kết nối. Thứ hai là một cái lệnh lấy list data.
rất đơn giản. Chứ anh học cái kiểu ngày xưa thì nó còn chắc là phải đọc dữ liệu phải vòng mười mấy cái dòng đấy, thì ra mới lấy cái một cái bản dữ liệu ra. Ok, anh em mình sẽ test thử nha. Vậy em sẽ test trên trang em sẽ làm trong admin luôn. Rồi, phần sẽ đặt một cái layout ở đây, đúng không? Layout admin thì anh em mình sẽ đặt một cái link vào đây. Chúng ta sẽ có phần quản lý, chỗ này thừa một cái li này. Chưa chắc nó thừa đâu, nhưng mà hình như nó viết chồng cho cái thẻ deep vào nhưng bị lỗi như vậy. Nhưng nó vẫn chạy đấy. Đây, chúng ta sẽ có một cái đoạn quản lý sản phẩm đúng không? Đấy, anh em mình sẽ làm một cái đầu tiên là nhà cung cấp. Nhà cung cấp. Thế anh em mình sẽ lấy đúng cái đường link nhá. Chúng ta sẽ đặt đường link ở đây luôn. À, đầu tiên là area đúng không? Area chúng ta là AD admin. Xong đến controller nhà cung cấp. Action của chúng ta là danh sách. Chúng ta đặt trước xong tí nữa chúng ta đi code sau. Đây bây giờ em mới thêm một controller này. Đấy nhá, anh em mình thêm một controller này, add này. Controller này. Cái controller này thì nó chả khác gì với bên ngoài cả nên là chúng ta cứ làm bình thường thôi. Nhà cung cấp. Ok, thế để em tắt này đi nhá, xong anh em mình mở 2019 đi. Ok, mở 2019 này, Open Quix. Mặc định cái 2019 đi. Đây. Size 3. Đây em để đây rồi nhá. Bây giờ ta tạo controller lại này. Add controller này. Nhà cung cấp này. Đây chúng ta sẽ thêm một action là danh sách đúng như chúng ta định nghĩa ở cái link kia. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy danh sách nhà cung cấp ra bằng cái map kia, đúng không? Chúng ta sẽ báo là map nhà cung cấp đúng không? Nhà cung cấp. Cái này chúng ta phải using. Để using vào. Using map bảng new. Đấy, chúng ta khai báo cái data này và data bằng map.danh sách. Đấy chưa? Anh em mình truy cập lấy cái hàm này để lấy ra danh sách. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần truyền cái dữ liệu này sang cái phần model. Sử dụng cái cách thức là truyền sang model. Và chúng ta sẽ add này, add view. Bây giờ chọn model đây nha, chúng ta sẽ chọn theo dạng là list. Cái này có nghĩa là sang bên kia nó sẽ tạo ra chúng ta một cái bảng hiển thị đủ cái danh sách dữ liệu đấy luôn, chúng ta không phải code nữa. Ở đây chúng ta sẽ chọn là nhà cung cấp, đấy, cái class nào. Và đây anh sử dụng luôn cái layout trong admin luôn. Ok đây. Add này. Đấy như vậy là họ đã đưa ra chúng ta một cái bảng này rồi, đúng không? Bảng dữ liệu đây. Bây giờ anh em mình chỉ cần test thôi, test thử luôn. Chúng ta chỉ test hàm thôi nhé, còn dữ liệu mà đổ lên thế nào thì cái phần này là nó liên quan đến phần CSS thôi. Thì anh có thể là học xong. Đây, anh nhìn thấy chưa? Admin này, nhà cung cấp này, danh sách này. Đây là tên nhà cung cấp này, địa chỉ này. Đấy, rất là dễ. À, nó tự sinh, cái này nó tự sinh. Cái gender nó tự sinh, cái này mình có thể cắt từng nó đi mà, nhưng mà anh ấn vào chắc chắn nó không có chức năng đâu, chưa có chức năng đâu, đúng không? Tại vì chúng ta chưa biết gì cả.
là chúng ta chưa biết gì cả thì nó chưa có chức năng. Đấy thì nó cái việc là lấy danh sách dữ liệu ấy, thì nó rất đơn giản đúng không anh? Đây chúng ta xem lại cái map nhiều lần nữa nhé. Map nhà cung cấp rất đơn giản, nó chỉ có mỗi lệnh này thôi. Chúng ta sẽ có một số cái trường hợp đặc biệt hơn để chúng ta có bộ lọc đúng không? Chúng ta sẽ phải lọc dữ liệu, lọc dữ liệu. Anh có thể viết chung nhưng mà viết riêng cái này cho nhìn nó dễ đúng không? Cứ một bảng chúng ta tạo ra một class để tương tác với nó thì như thế chúng ta sẽ tường minh hơn rất là nhiều, tư duy chúng ta sẽ cảm giác không bị rối đúng không? Cứ class, cứ bảng gì thì chúng ta nhớ cái class đấy, chỉ viết thêm mỗi chữ mát đằng trước thôi là xong, chúng ta không bị quên. Còn anh thích đặt class gì cũng được mà. Ok bây giờ chữ không phải là chúng ta cứ phải tạo map thì mới lấy dữ liệu ra được, mà chúng ta tạo map này để chúng ta tương tác với nó dễ hơn và chúng ta tường minh hơn, cái code chúng ta nó không bị lẫn lẫn lộn giữa các bảng với nhau. Nhưng bây giờ anh ở trong cái này anh hoàn toàn anh có thể là lấy list ra cái khác được mà đúng không? Ví dụ nhé, chúng ta có thể lấy list ra sản phẩm được mà, chả vấn đề gì cả đúng không? Nhưng mà như thế này thì mình cảm giác nó không đúng đúng không? Sản phẩm và viết riêng ra thì mình cảm giác nó sẽ tường minh hơn, mà khi nào đi dùng thì chúng ta không phải đi tìm một cách khó khăn nữa. Bây giờ vào trong class nhà cung cấp thì lại lấy sản phẩm thì nghe nó hơi vô lý đúng không? Thì như vậy nó không khó khó hiểu quá. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi phần lọc dữ liệu, thì chắc chắn là khi dữ liệu chúng ta nhiều lên chúng ta sẽ phải lọc theo những cái trường thông tin đầu vào. Đấy, ví dụ như là anh có một danh sách nhà cung cấp chẳng hạn, nhưng anh chỉ lấy nhà cung cấp ở Hà Nội thôi, ví dụ thế đúng không? Chúng ta phải lọc chứ. Đấy, giống như lệnh query ở trong database đấy, thì chúng ta phải lọc dữ liệu thì chúng ta làm nào, danh sách đây anh có thể string thông tin hay là địa chỉ nhé, địa chỉ đấy, ví dụ có một chúng ta sẽ lấy theo cái những nhà cung cấp mà có cái địa chỉ đấy, chứa cái nội dung đầu vào chúng ta đây, đây địa chỉ tìm kiếm này, ghi rõ là địa chỉ tìm kiếm thì chúng ta làm nào, thì anh áp dụng cho em cái lệnh where, cái lệnh cái 2.1 với 2.2.1 với 1.1 nó giống nhau nhé. Thì vẫn phải khai báo chuỗi kết nối đã. Thứ hai là chúng ta sẽ phải đi lấy dữ liệu cùng where lọc cho cái que. Cái này chúng ta đã học ở phần bài liên quy trong xi thăng rồi, thì nó cũng tương tự này, chúng ta sẽ viết luôn ở đây que. Anh thấy quen quen không? Gần quen đã chưa thực hành nhiều đúng không? Chưa thực hành nhiều nên đấy thì chúng ta sẽ que đúng không? Đây, tên địa chỉ này chấm content, hoặc là anh có thể là to lower cho nó. To lower là chúng ta làm nó chuyển thành chữ thường hết. Sau đó là anh ấn content là chứa đúng không? Chứa cái thằng mà mình tìm kiếm này. Đấy, ví dụ như là em có cái địa chỉ một nhà cung cấp đúng không? Nhà cung cấp A có địa chỉ là Tây Hồ Hà Nội đúng không? Thì em thì gõ chữ Tây Hồ thôi nó cũng phải tìm được đúng không? Hoặc em nghĩ một chữ Tây thôi thì nó cũng phải tìm được, tại vì cái địa chỉ này, địa chỉ của cái nhà đấy nó chứa cái chữ Tây. Đấy chưa? Thì tất cả hai cái này thì chúng ta đều chuyển thành lower, và khi nó chứa thì nó sẽ trả về kết quả là true, để anh chỉ cần so sánh với true là được, bằng bằng true. Thật ra nếu mà bằng bằng true thì anh không phải viết cũng được, nhưng mà thôi viết là cho nhìn dễ nhìn. Đấy, như vậy chúng ta sẽ lọc được đấy, kèm với kết quả của dữ liệu where. Đây nha, em sẽ sử dụng cái khác nha, danh sách này. À, hai cái hàm này em viết trùng trùng tên, đấy là em viết trùng tên. Nhưng mà khác tham số thì nó vẫn nhận nhé, nếu mà không đấy, nó khác tham số, số lượng tham số nó khác nhau thì nó sẽ vẫn nhận nhé. Cái này gọi là đa hình trong lập trình C thăng đấy, lập trình hiệu đối tượng đấy. Cùng một cái hàm nhưng mà nó sẽ có nhiều cái cách thức.
Đây phần danh sách này, phần danh sách thì chúng ta bây giờ chúng ta lấy danh sách theo bộ lọc đi. Vì em ghi chữ Tây Hồ chẳng hạn. Được tiếng Việt nhỉ? Đây. Tây Hồ đúng không? Bây giờ chúng ta build thử xem nó có nhận không nhá. Đây kết quả chúng ta là ở địa chỉ là Hà Nội thôi chứ không có Tây Hồ đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ không tìm được. Đấy, chắc chắn nó không tìm được. Thế bây giờ để tìm được thì anh em đánh thử chữ hộ Hà Nội nhé, đánh thử chữ Hà thôi. Ví dụ này. Thì nếu mà nó đúng cái chúng ta đang cần thì chúng ta phải tìm được. Đấy, chúng ta sẽ tìm được. Anh hiểu về cái tìm kiếm này chưa? Bây giờ kết hợp với cái việc mà database chúng ta đã có cái hàm để tìm kiếm rồi. Thì bây giờ chúng ta cần một cái form để nhập liệu lên đúng không? Như ở đây này, chúng ta cần một cái gọi là gõ tên đúng không? Chúng ta gõ tên. Cần một cái input để gõ tên để xong rồi chúng ta ấn tìm thì nó phải ra được những cái dữ liệu chúng ta cần tìm. Đấy là ý nghĩa. Thì bây giờ em sẽ phải thêm, trước tiên là em phải thêm một cái input đây. Danh sách nhà cung cấp. Cái này anh sẽ cho em vào cái phần thẻ deep nhé. Class for row là cái dòng này, một một dòng của nó, và cho vào div class column 2. Cái này để anh sẽ xem thêm phần bootstrap nhé, học thêm phần bootstrap. Trong một khóa học này thì chắc chắn là không thể dạy anh 100% được, nhưng mà em sẽ cố gắng là đưa cho anh những cái lộ trình để anh có thể nghiên cứu tiếp. Đây thì chữ này anh em mình sẽ phải thêm một cái em chia dòng lên thôi, cứ mỗi một dòng thì em sẽ đưa một thông tin vào. Dòng đầu tiên em chỉ có một cái H2 thôi. Dòng thứ hai thì em để cái filter, vòng thứ ba là em sẽ để cái table data. Đây dòng thứ hai này, rộng ở cái cột cái dòng thứ hai MD thứ hai đúng không? Thì em sẽ thêm một cái form ở đây. Đấy, một cái form. Và chúng ta sẽ có một cái input name bằng thông tin này. Hay là tên đúng không? Địa địa chỉ đúng không? Địa chỉ. Và chúng ta sẽ có một cái button tìm kiếm. Đây, về cơ bản nó sẽ như thế này. Bây giờ làm thế nào mình gõ đây đúng không? Mình ấn tìm kiếm này. Thì nó phải tìm được đúng không? Chỉ đơn giản đấy thôi. À, thì cái form này chúng ta sẽ để mặc định là get. Thì bây giờ muốn truyền lên cái tìm kiếm ở đây đúng không, cái input ở đây, thì chúng ta sẽ vào cái phần nhà cung cấp này, này chúng ta phải đưa tham số đầu vào vào đây thì string đúng không, nó nhận là string cái tên đúng không, đây là cái tham số, còn dưới đây là cái form này, thì anh thấy là hai cái nó giống hệt nhau, phải giống hệt nhau. Vâng, cái name này giống hệt nhau này. Đây này. Thì nó mới đồng bộ mà. Đây này. Mình truyền lên thì mình phải cái tên nó phải giống. Đấy, thì bây giờ mình chỉ cần thay cái địa chỉ này vào cái chữ Hà này. Chữ Hà này thích cứng đúng không? Bây giờ chúng ta truyền đây. Là chúng ta có thể tìm kiếm được rồi. Rồi, em yêu thử nha. Rất đơn giản đúng không? Nhưng mà cái này anh phải làm đi làm lại mấy lần thì anh mới nhớ được. Mà làm một lần thôi, làm khi mà đã nhớ rồi thì sau này rất là nhàn. Đây ví dụ em định chữ Hà này, Enter này đúng không, là tìm được đúng không, ví dụ này, Tây Hồ này, Tây này là không có đâu đúng không, chỉ có chữ Hà, chữ trên nội này. Đấy, đơn giản không? Okay. Cái này như nó vẫn lồi ra ngoài nhỉ. Style 15 pixel. Như cái này
Rồi, ok, nó chui rồi này. Đấy, về cơ bản kiến thức thì chúng ta chỉ có thế về phần này. Vậy chỉ chỉnh lại cái giao diện table các thứ cho đẹp hơn. Còn cái này nhá, còn có cái mà em gõ đây, rõ ràng em gõ ABC cho em tìm kiếm đúng không? Nhưng mà cứ ấn xong lại mất. Thì làm nào để nó có được? Anh còn nhớ kiến thức gì mình đang làm được cái đấy không? Vâng. Anh nhớ lại xem là cái quy trình của ta nhé. Chúng ta gửi lên server rồi đúng không? Gửi chữ AA lên server rồi. Nhưng bây giờ chữ AAA đấy chúng ta lại gửi từ server xuống cái view thì dùng cái gì? Vâng. Thì bây giờ mình có ở dưới client rồi, mình gửi lên server rồi đúng không? Server nhận được rồi. Có nghĩa là cái action nó nhận được rồi. Thế bây giờ cái action lại cần gửi sang view. Thì dùng cái gì để gửi? Vâng. Còn bao nhiêu cách, có bao nhiêu cách để truyền sang view? Đúng rồi, dùng view mang này, cái gì nữa? Mô đồ này, mô đồ mình vừa làm đấy, đúng không? Vừa dùng đấy. Cái gì nữa? Đi theo đi. Đấy chính là mô đồ đấy. Đó. Còn một cái nữa. Cái tem data, còn một cái là cái tem data. Cái data, tem data ít dùng đấy chứ, dùng cái view bang với cái mô đồ là nhiều nhất. Thế bây giờ để mình gửi lên rồi thì mình lại gửi sang bên view để chúng ta cần view bang thôi đúng không? View bang chấm địa chỉ đúng không? Bang địa chỉ. Đấy, xong rồi bên này mình nhận được đúng không? Bên này nhận được thì mình cho vào thôi. Và sử dụng cái value. Đấy, cái input của chúng ta sẽ có hai cái giá trị. À, hai cái name, hai cái thuộc tính. Là name là cái để chúng ta thông quan đúng không? Cái cổng của chúng ta để truyền giữa controller và cái form của chúng ta. Đấy, nó để truyền tham số trên này bằng cái trên kia. Thì chúng ta mới hiểu nhau. Đấy, hiểu vậy cách thức nói chuyện với nhau đấy. Bảo anh gửi cho cái phong bì đúng không? Anh lại không gửi phong bì, anh lại gửi cho giỏ quà đâu ạ. Thì nó không thể hiểu được đúng không? Đấy, như vậy. Ở trên này nó phải tôi chỉ nhận phong bì thôi, đúng không? Thì anh phải gửi phong bì chứ. Đây, ví dụ ở đây chúng ta sẽ là view bang chấm địa chỉ. Đấy, thì anh gửi cho tôi phong bì thì tôi cũng phải gửi cho anh lại chiếc lọc đúng không? Thì đây chính là cái lọc đây này, đúng không? Rồi gửi sang bên kia, bên này cũng nhận được, cứ giống tên nhau là được. Ok, chúng ta lưu lại xem thử nhé. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Chữ AA này, biết chữ đây là Hà Nội này. Đấy, anh thấy chưa? Nó vẫn giữ đúng không? Vẫn giữ nguyên, vẫn đúng là lọc lọc được. Đấy. Về kiến thức thì bài hôm nay em chỉ dừng lại ở đây thôi, tại vì mỗi cái phần này thôi anh đã cốt toát mồ hôi rồi. Có nhiều rất nhiều bảng để anh có thể thực hành đoạn này và bắt buộc phải thực hành đoạn này, em sẽ không dạy nhanh đoạn này tại vì bắt buộc anh phải thực hành. Ok, chúng ta học thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là chúng ta có phần sắp xếp ba sắp xếp kết quả đầu ra. Đây, cho đây luôn nha, sắp xếp được đầu ra. Ví dụ như là tên nhà cung cấp chúng ta hay sắp xếp theo ký tự từ A sang B đúng không? Hai đến Z theo tên thì chúng ta sẽ sử dụng cái order by. Chúng ta sẽ có hai cái là order by. Cái kết quả chúng ta đây này, chúng ta sắp xếp cái kết quả đầu ra thì chúng ta sử dụng cái order by. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái order by, một cái order by bình thường là nó sẽ tăng dần ascending đấy. Ở đây nó không ghi chữ ascending giống như kiểu SQL mà nó chỉ ghi chữ order by thôi, thì nó sẽ nói đây này, đây, ascending đúng không, ascending order. Thì nếu mà để alpha b chắc chắn là mình phải là tăng dần rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ viết theo dạng tương tự như kiểu này, chúng ta sẽ chọn cái trường thông tin mà cần sắp xếp thì chúng ta sẽ chọn theo cái tên đúng không, tên nhà cung cấp này. Đây. Và chúng ta to list một lần nữa để sắp xếp. Nếu mà sắp xếp ngược lại thì chúng ta chỉ cần dùng cái descending rồi thôi.
hai cái, một cái tăng một cái giảm, làm không đúng thì chọn lại, không nhớ thì chọn lại. Đấy, ok em đi thử nhá. Và bây giờ anh em mình sẽ phải vào trong DB mình thêm một số nhà cung cấp vào nữa. Đấy, anh em mình sẽ vào SQL đi. Anh em kiểm thêm một số cái nhà cung cấp vào nữa để người ta kiểm tra dữ liệu. À, phần dưới chứ đúng không? Phần này chứ. Phần trên à? Đây nhà cung cấp này, anh em mình sẽ thêm một ít dữ liệu đây. Cái này không thể tự tăng à? Hai này, ví dụ như là công ty kem đồng công ty đăng quang địa chỉ là ở Hồ Chí Minh ấy. Đây chúng ta sẽ loát lên sẽ có hai cái tìm kiếm này. Cái địa chỉ bằng null nó không ra gì đúng không? Nó không không. Anh em bằng null thì trong hiện ra phải so sánh một lần nữa. Tìm chỗ này bằng null nó không ra rồi. Hồ Chí Minh. Đây, chúng ta tìm được cái này. Cái chỗ mà tìm kiếm chúng ta sẽ bị null một phần đúng không? Thì chúng ta sẽ khi mà null ấy thì chúng ta lấy ra hết thì anh chỉ cần o đúng không? Hoặc đúng không? Thì ta sẽ dùng cái địa chỉ tìm kiếm string chấm inun empty. Có nghĩa là khi mà trường hợp mà cái địa chỉ này nó đầu vào bằng null ấy thì chúng ta luôn luôn đúng, luôn luôn đúng thì lúc nào cũng kết quả đầu ra nó cũng đầy đủ cả. Đây, khi mà lúc nào nó bằng null nếu mà nó cũng ra hết. Thì anh thấy nó sắp xếp này đúng chưa? Chữ D đúng không? Công ty thì nó chữ hai chữ giống nhau rồi, không nói rồi. Chữ D này. Đúng không? Chữ D mà chữ X này. Bây giờ em ghi chỗ ghi hẳn cái số ở đây nhá. Ghi là số 1 đúng không? Đây, ghi hẳn số ở đây cho nó dễ nhìn này. Số 1 này, đúng không? 1 chấm này. Ở dưới là 2 chấm này. Hai chấm này. Đây, bây giờ đăng quang của nó là bên dưới rồi. Đúng không? Tại vì nó theo cái số này. Chữ cái đầu mà, sắp xếp như vậy. Ok, kiến thức hôm nay anh em mình sẽ dừng lại ở đây. Còn bài tập thì em sẽ giao cho anh một số cái bảng nữa. Sẽ không, số bảng nó rất là đơn giản thôi. Anh sẽ có bảng loại sản phẩm là một này. Đây, bảng loại sản phẩm này. Cái bảng sản phẩm là hai này. Bây giờ anh có hai bảng này nhé, loại sản phẩm và sản phẩm. Anh sẽ làm về thứ bảy anh em mình học tiếp. Sản phẩm đặt hàng. Ok, sản phẩm đặt hàng. Vậy anh thử đi, anh thử làm cái loại sản phẩm đi, em vừa xem thôi, em có gì thắc mắc ấy luôn, có như thực hành một lần luôn đấy nhá, có như thực hành luôn. Còn video em sẽ tắt ở đây nhé, anh thực hành luôn một lần, có như được một thực hành một lần luôn.